bị nát khớp gối, Ngô Kinh phải chống nặng đi lại. Lâu nay, Ngô Kinh thường xuyên phải di chuyển nhờ nạng, rất có khả năng anh phải giã từ nghiệp diễn bởi chấn thương tái phát và không dễ lành. Mới đây, Ngô Kinh được bắt gặp xuống phố. Điều khiến khán giả lo lắng là vùng chân của anh chưa bình phục. Sina đưa tin, xuyên suốt quá trình di chuyển, Ngô Kinh phải nhờ đến nạng để có thể đi lại. Chấn thương cũ của Ngô Kinh lại tái phát, vùng khớp gối bị tổn thương nặng, dấu hiệu nát hẳn nên để phục hồi cần rất nhiều thời gian, nam diễn viên từng chia sẻ. Tài tử Chiến Lang kể đây là chấn thương trên phim trường khi quay một cảnh hành động trên không trung. Nam diễn viên từng gặp tai nạn ngã từ độ cao 5m xuống đất. Đáng buồn là vùng bị thương mới lại trùng với vết thương đứt dây chằng cũ nên nặng hơn. Các bác sĩ nói khớp gối đã bị nát. Vì chấn thương tôi còn nghĩ đến chuyện dừng đóng phim hành động. Ngô Kinh trải lòng. Ngô Kinh làm việc cường độ cao thời gian qua, không chỉ tham gia show truyền hình thực tế, nam diễn viên còn quay phim điện ảnh Lưu Lạc, Địa Cầu 2 và ngồi ghế giám khảo của các sự kiện phim ảnh. Ngô Kinh có lịch đóng phim dày đặc đến năm 2030 vì là ngôi sao màn bạc ăn khách nhất tại Trung Quốc. Điều này khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe của anh. Trong nhiều cảnh quay, Ngô Kinh là diễn viên hành động lăn xả, anh gặp chấn thương liên tục từ thời niên thiếu đến tuổi trung niên, bệnh án thương tích của sao võ thuật phải trải dài.